sáng của ngày thứ hai nha, tầm 8 giờ. Tâm ăn đồ ăn sáng lên cho mình đây. Đây có bún bò này. Đây bún bò rau trụng đầy đủ tương. Có sữa chua, một chút chuối. Rồi bữa sáng vậy thì trước cà phê mình sẽ pha một ly cà phê. Là coi như là buổi sáng đầy đủ chất rồi cả nhà ha. Là buổi buổi sáng đầu đầu tiên, hôm qua vào check-in buổi chiều, hôm nay buổi sáng đầu tiên. Bạn ăn sáng xong rồi, bây giờ ngày thứ hai của mình đây. Tiếp tục bây giờ là hơn 12 giờ. Mình chuẩn bị ăn trưa. Chẳng may cạo râu cái nhỉ. Thì các bạn để quay cho các bạn bữa cơm trưa nha. Thì sáng giờ cũng ở trong phòng làm việc rồi, họp hành với các anh em ở trong công ty để bàn bạc công việc cũng như là tiến hành công việc chuẩn bị. Thì bây giờ đã quay bữa cơm trưa, mình có chụp cái buổi sáng cũng như quay buổi sáng thì mình cũng đã ghép vào trong đầu video cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Cả nhà ơi, trưa ngày hôm nay thì có cơm trắng nè, vẫn cứ bình thường, cơm trắng trứng chiên với thịt. Đây là cà cà xào, qua đây là cá, một khứa cá, và đây là cái đầu cá. Rồi canh tráng miệng bằng dưa hấu, đây đầy đủ hơn nha, muỗng cơm, đũa, tương ớt hương Việt. Rồi cơm khá là nhiều. Rồi đây là bữa cơm trưa. Ăn trưa xong thì lại chuẩn bị làm việc và tiếp tục là đợi ăn tối. Thì cách ly như vậy để trước khi đi biển, nói chung là khá là ổn quá nha. Phòng ốc cũng ok, yên tĩnh, rộng rãi. Rồi ăn uống thì đầy đủ đúng giờ. Ok cả nhà nha, đợi buổi tối luôn, mình sẽ up luôn một chung với một clip luôn. Rồi hello các bạn, bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi. Ngày thứ hai mà mình cũng đang tập trung tại một khách sạn quận nhất trước khi đi ra công trình biển. Bây giờ là bên chỗ khách sạn người ta đã mang cái bữa tối đến cho mình rồi ha các bạn. Thì hồi sáng mình cũng có quay bữa ăn sáng cũng như là bữa trưa. Tí nữa mình sẽ ghép tiếp tục với cái đoạn video này luôn cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Thì giới thiệu với cả nhà cái bữa ăn tối của mình ngày hôm nay nè. Ngày đây, hôm nay là món thịt kho ngọt ngọt mặn mặn đây, canh bí, ba miếng ổi với muối, rồi cơm trắng với cải xào. Rồi một bữa tối rất là chung là ok. Còn buổi chiều nay thì có một cái bữa ăn 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 xế, là một cái bánh với một cái chai nước cam. Tí mình lấy cái chai nước cam ra luôn các bạn. Đây sườn cũng được, nói chung là chất lượng bữa ăn rất là ok cả nhà. Rồi thì muốn quay lại cho cả nhà mình xem như là chia sẻ với cả nhà. Thì hôm nay ngày thứ hai, ngoài cái việc làm việc thì hồi nãy cũng có tập thể dục một chút xíu ở trong phòng nha. Chạy tới chạy lui cũng như là tập tí cho nó đỡ cuồng tay cuồng chân, tại vì trong cái phòng nhỏ nhỏ này thì một ngày cũng hơi bị chán. Ngoài ra thì có internet, tivi đầy đủ, phòng thì đầy đủ hết cả nhà ha. Rồi cảm ơn các bạn nha, hôm nay là ngày thứ hai với ba cái video ngắn cho ba bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Thì rất là cảm ơn các bạn nha.